Vâng, ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Catalan dành cho ghế thủ U98 chim sẻ cầm xe. Vâng, thôi được rồi, cố làm nốt vài lít cuối cùng vét cho nó cạn. Vâng, tiện đây mình cũng sẽ ngồi, mình bỏ ra một chút thời gian mình đến, mình sẽ cộng trừ nhân chia luôn cho các bạn. Vâng, vòng đầu thắng 3 trận, vòng 2 thắng 5 trận là 8 trận. Vâng, vòng 3 thắng 2 trận nữa là 10 trận. Vâng, có bạn bảo xem bảng xếp hạng, nhưng mà xếp hạng là trừ đi số trận thắng và số trận thua, ra hiệu số chứ không ra số trận thắng. Quan trọng thì phải xem số trận thắng. Vâng, 10 trận rồi, vòng 4. Vòng 4 làm 4 trận nữa là 14 trận. Vòng 5 làm 5 trận nữa là 19 trận. Vòng 6 5 trận nữa là 24 trận. Vòng 7 làm 6 trận. Vâng, vòng này sâu đấy. Vâng, là 30 trận. Vòng 8 làm 4 là 34. Vòng 9 làm 3 trận nữa là 37. Vòng 10 làm 5 trận nữa là 42. Vòng 11 làm 6 trận rồi là 48. Vòng 12 làm 6 trận nữa là 54. Tin thế là rồi. Vòng thứ 13 làm 6 trận nữa là 60. 6 mờ rồi, tôi đã bảo từ 6 đến 8 mờ mà. Vâng, vòng thứ 14 làm 5 trận nữa là 65. Vòng thứ 15 vừa đánh bù, như vậy là làm 4 trận nữa là 69. Vòng thứ 16 thua đúng không? Vòng thứ 16 là thua được có 2 trận thôi là 71. Vòng thứ 17 vừa rồi thắng 4 là 75. Và bây giờ 2 trận nữa rồi là 77 rồi. Vâng, tôi đã bảo dự đoán từ 6 đến 8 mờ và 8 mờ là căng. Thì bây giờ là 77 rồi. Trận này nữa và trận sau nữa thì mắc binh là được 79. Nếu thắng 2 trận nữa thì là được 7.9.000. Và con số 79 ngày hôm nay là rất đẹp. Số 7.9 là con số đẹp đấy. Biển này là biển ở Khánh Hòa đấy, như biển Nha Trang, Khánh Hòa thì phải, mình không nhờ. Vâng, đây là biển Nha Trang, biển số xe. Con 79 đẹp. Vâng, người ta có cung phát lộc phát tài là 796-6886 đấy. Đây là ông cái gì đấy. Mình thì cũng không mê tín lắm, nhưng mà nói về cái chuyện mê tín thì đúng là mình nghĩ rằng là cũng là đánh hay hơn cho cái team này, do bò bà xỉu khá nhiều. Cái ngày đầu bò bà xỉu xuất hiện thì mình cũng bảo là quái lạ, đã là bò rồi lại còn tên bà xỉu, rõ ràng lại là trâu thì không biết đây là thịt trâu hay thịt bò. Vâng, đây là bài xem của game thủ chim sẻ 77 nhá, các bạn nhớ rõ là 77. Tính thời điểm trận hòa 2-2 là 77 trận thắng dành cho cặp đôi chim sẻ và U98. Đây sẽ là cặp đôi lĩnh được nhiều tiền nhất nhờ những trận thắng tại giải đấu năm nay. Rất nhiều tiền. Giải thưởng 20M cho giải nhất thì có lẽ anh em chia đôi rồi, giải này cũng chia đôi luôn. Giải tiền thưởng chia đôi, còn cái cúp thôi. Bây giờ quan trọng là cái cúp anh em xử lý như thế nào. Và như vậy đây là một bài ăn tranh với Kamachilov. Và cúp này mà có người mua có khi ông chim sẻ ông xúc luôn. Bán luôn cho nó nóng. Đằng nào thì năm sau mình xem thể thức lên mình lại lấy cái cúp nữa. Vâng, nói về những chiếc vô địch của game thủ chim sẻ thì rất khó để có thể thống kê được chim sẻ vô địch bao nhiêu giải rồi. Từ ngày xuất hiện đến giờ, ngay cả mình là làm rất nhiều trận thi đấu của game thủ chim sẻ, nhưng mà việc để thống kê chính xác nhất thì có lẽ cần phải ngồi lại một thời gian với một đội
để mà nhớ về những chiếc vô địch của nguyên thủ chim sẻ. Bởi vì là cái thời năm 2011-2012 là chim sẻ cũng được khá nhiều giải, đặc biệt là năm 2012 khi thống trị LA Việt Nam đến tận bây giờ. Vâng, thêm một chiếc VF. Rồi, vẫn chưa được. Anh ra hết cho anh. Cuối cùng thì cũng xong một chiếc VF nữa và công tê luôn. Bên kia game thủ U98 người cầm Katarian cũng đã kích đời. Đi dò và đối đầu với game thủ màu hai, game thủ sạc lắp. Quay trở lại với game thủ chim sẻ. BA tiếp theo. Bộ bài đẹp trải nghiệm sạc lắp và cũng có tên. Vâng, tên chim sẻ đang đảo. Vẫn đang đảo, này thì đảo của chúng tôi này. Mình hơi lầm đường lạc lối. Vâng, bị chọc chéo nữa. Tới từ cái vụ sạc lắp và một tê công lên luôn. Cái tội đi tê à. Vâng, 3A dành cho sẻ. Quyết định là phanh. Một giờ một tê sang sẻ còn 20. Vâng, này thì công tê của chúng tôi này. Vâng, tưởng thế là hay à. Vâng, công tê này. Chúng ta lại còn 19. Hôm nay mới gặp cái ông Mehe, ông đang ngồi bên cạnh thì thôi. Tốn cũng tận tốn. Vâng, thánh hiểu ông Mehe. Vâng, chúng ta hãy cùng xem chim sẻ cầm cái bài xe này như thế nào. Lại bị con giò chơi. Ai ạ? Vâng, được rồi, cái này là Phan đổ giò. Nhìn chém tới luôn vậy ấy. Vâng, Phan của em tốt tới từ cái đường chim sẻ. Rất hay nhỉ. Cái này đánh không tốt một kỳ hoảng đấy. Vâng, U98 thì người ta không biết có làm hại được gì ở nhà của Phan Chí Lấp, cũng như là nhà của đội thủ sai lắp hay không. Nhưng bây giờ thằng này đang là 29/40. Sẻ sẽ bị đẩy luôn. Vẫn là những pha vẻ đẳng cấp tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, có tên của game thủ Kamachinok. Và Kamachinok đẩy cùng gờ luôn. Vâng, chưa cái tổ thì cũng có công tê. Vâng, có con tê cầm lên chết và bị đưa về một thế là một giò một tê lao thẳng nhà. Vâng, yếu nhất dành cho người chim sẻ. Khi mà sẻ thì 2-1 thì U98 đang thoải mái ra được ruộng và có 2 lờ. Sẻ thì cần phải đỡ dẻo, nó có nhiều người sẽ không đỡ dẻo được cái tơm của bên thủ chim sẻ. Hàng này vẫn đang đè bên thủ bên dưới thì nào em kia TV. Có nhiều người gặp phải tình thế của sẻ là sẽ bị một tê một giò và quả luôn. Thì đây là sẻ tới từ bên thủ chim sẻ. Pha vẻ không. Không còn chém thì đứng đó rồi. Không chịu rõ cho mà một là quân gì. Đây là thằng này 34 tới từ người cầm Katarian. Ruộng khá đều rồi. Tiếp tục đẩy sẽ để giá lực cho người chim sẻ. Chim sẻ thì đang bắt chém rất tốt. Các bạn để ý là khi mà các tên thủ phối hợp cùng nhau tốt thì sẽ là chém đi đảo cho cung giờ bắn chuồng. Còn với những người kinh nghiệm đánh cung giờ lâu năm thì chim sẻ thì bao giờ họ cũng sẽ bắt dần những con chém và đưa về thế tí nó chỉ điều gờ chay thôi. Bây giờ thì U98 đang sang cứu trận lực. Tham lai của sẻ chỉ là 37 ở phút thứ 19:30. Thằng này rất nhỏ và thằng này bắt đầu đè dần khi màu hai đã mất dần quân. U98 đang có thằng này 37/148, xin lỗi bạn là trên 48. Rất khỏe nha, còn bài của cái thủ dường như là vô hích tới từ sang club.
chỉ là bài đi ăn hoang. Gric ở bên kia dường như là cung G Asian, tôi thấy bắn là rất nhanh, bắn siêu nhanh. Và một vài cặp thi đấu khác trong vòng thi đấu cuối cùng này, GB Leo thắng mạnh hàng với 1-4-0. Như vậy GB Leo hiện đang giữ được vị trí thứ tư của mình trên bảng xếp hạng. Vô thường Duy Mạnh cũng đang thắng nghe và bây giờ tỷ số là 3-1. Hồng Anh Chí Lích Công đang thắng Phương Phú Văn Long 3-1, chắc chắn như thế nhỉ. Bêu Tịnh Văn đang thắng Chipboy trên nhé 3-0. Và cuộc chiến chủ hạng của Bêu và Tịnh Văn, trong đó cuộc chiến này nó đang là căng thẳng nhất với tỷ số 2-2. Và trận thứ năm này đang rất ghê và Quỳ Sẻ được cầm xe. Bạn cứ rẻ đi, tôi nghĩ là rẻ đang loạn nhà, đúng là như vậy. Gric vẫn đang chém rất ghê, cố gắng cho vị trí rẻ để vị trí rẻ không thể to ra được. Trong khi đó thì người của Hồ Chí An cũng đang ở ngay ngoài phía nhà bè và cần lắm một tầng lên giữ hộ nhà dành cho những vị trí rẻ đến từ liên tục U98. Rất loạn nhà, hàng dài 39 của rẻ. Lâu lâu nhìn thấy rẻ đánh một trận cung G và nó vãi ra quần đến như vậy. Lâu rồi, những U98 đang có tham lại là 44-6 người. Anh quyết định phải luôn trong tuần này. Một tuần phải lực lượng cung G chả chết đi là mấy, trong khi lạc đà thì tụt xuống mất 6-7 là lạc đà rồi. Chúng ta là 8-9 của lạc đà rồi, nhưng sẽ ra là hơi muộn. Và vừa không hiểu ý lắm tới từ game thủ chia sẻ và game thủ U98 thì mà sẽ ra là quá muộn. Và U98 phải quá quê ở một con dốc ảo. Chúng ta đang vẫn đang đè những game thủ bên phía thì vào ngày game TV. U98 từ chính thằng bài 36 tôi có thấy mất khoảng chục con lạc đà, nhưng nó là giảm áp lực. Liệu có tầm chiến 4 dành cho game thủ U98 không? Tham lại 37 và ngoài đang cố gắng công lên nhà của U98. Hai con chém thì không sợ lắm. Sửa dương, còn đây là xe. Tham lại 44-68. Một trận đấu vất vả tới từ game thủ chia sẻ khi được cầm xe sở trường. Vâng, như vậy là liệu AC có cân được đôi không? Chỉ có 33 dân dành cho AC An thôi, một trận châu cung. Vâng, liệu Kamachi Lớp có một trận thi đấu hay để có thể cân đôi hay không? Chim trẻ vẫn chưa vội vàng đưa quân ra. Mặt công lên nhà Kamachi Lớp mặt nào thì vẫn chưa rõ. Đây là U98. Tuần này không thể phối hợp để bắt cung G được khi mà chim trẻ không có thế đứng để có thể dàn cung. Còn đây là mạng máy tới từ người của chim trẻ. Cùng người gì nó bắn như máy vậy, không thể điều nổi. Còn một tên mà lợi thế hơn dành cho thế công của Kamachi Lớp, liệu có cân đôi? Đá có trận gỗ 2 dành cho đội tuyển chia sẻ. Tham lai đang tăng dần. Còn đây là U98 đánh về lâu về dài để Game TV vẫn có lợi khi đây là thối 2-1. Gric là rất yếu, cần 200 vàng để có bản đồ và có cả đầu máu dành cho game thủ chim sẻ. Ăn bãi vàng mới không? Đã có dần ăn bãi vàng mới. Quản lại một chút nhà của Gric. 3L dành cho người cầm Katarian và liệu có đầu máu cho những con lạc đà này hay không? Trong khi đó chim sẻ đang đi đùa. Anh đang bị ốp à, tên này đây là một dốc cực ảo nhá. Một dốc cực ảo trước nhà bè của một người chim sẻ. Sẻ đang cố gắng lạc điều và chờ đợi người em phát đồ của mình sang. Người em ơi, em đâu rồi? Vâng,
em lao thẳng luôn vào nhà của đối phương, em bị phay rồi, thôi té té rồi. Tân ở nhà sẻ thì té thôi, còn Tân phay thì em phải phay khỏe vào, quan trọng là cái Tân phay rồi. Karachinov còn ăn được hết cánh rừng thông, ăn gì mà ăn khỏe vậy. Đây rồi, ruộng ở phía ngoài, chém ruộng và xông vào và cứu cả sẻ nữa. Sẻ vẫn đang hồn hển dựng vào phía trong, chờ đợi game thủ Karachinov xuống khỏi cái dốc để U98 sang cứu, lọt vào ruộng của đối phương. Lần này liệu có hiệu quả hay không, nhưng quan trọng sẻ phải thở được. Chim sẻ đã bị chiếm hạ rồi, sang đi em ơi, đến giờ rồi. Lần điều rất ghê rồi nó sẻ. Đây là màn hình máy của game thủ U98 tạm lại 45. Bơm đồ cho game thủ chim sẻ để có thể sắp quân quấy rối bên phía nhà của Karachinov. Rồi bây giờ thì lao vào phay. Nhìn màn hình máy của chim sẻ lại thủ được nhà, tham lai 49/68, đúng là 2-1. Tham 43 tới từ game thủ U98, ba nhà BL. Rồi tuần này lại rút lui, Karachinov đã phải bùng ra ngoài để ăn rừng khi hết gỗ. Không có gỗ là nhược điểm của game thủ Karachinov. Thấy là chim sẻ vẫn rất dẻo trong những tình thế mà cần phải đến chim sẻ nắng thủ nhà, thì đây vẫn là một thương hiệu. Tham 42 dành cho người cầm Catarian, quản lại người cầm Greek. Điều quan trọng là ăn vàng để sóc đều được ba cái nhà BL của mình thôi. Và quan trọng là tôi nghĩ là phải tích gỗ đóng cái BC lên cái đầu máu, vì bên kia cũng rờ Asian nó quá rát. Quản gỗ của Karachinov hợp lý. Chim sẻ đang truy sát một tơ công kinh giờ tới từ game thủ Karachinov, cứ đẩy sang, đừng để họ đẩy chéo, bắt lẻ những con cung giờ này, đập nhà chim mới. Cung giờ đã đổ máu rồi, còn đây là U98 sẽ bị sang một tơn. Để ý nhà thì vẫn có lạc đà thủ đều, ba nhà BL vắt đều chém bốn. Đáng tiếc là chưa thấy có đổ máu. Nếu có đầu máu sẽ hay hơn rất nhiều. Sẻ có đẩy lên luôn không? Thì mà Karachinov đã có điểm yếu là không có gỗ để sắp cung. Rex vẫn đang cố gắng móc máy vào vàng của người cầm Catalan. Vâng, một tờ U98 có lẽ là chém chết luôn chẳng. Thì là chim sẻ đang bắt quân của đội thủ Karachinov trong nhà mình. Vâng, và là tỷ số 3-2 dành cho chim sẻ cũng như là U98. Một trận thi đấu rất mặt dày. Vâng, thời điểm đầu sẻ công một con tê đi bị chết luôn và cực thốn. Vâng, xin chúc mừng game thủ chim sẻ và game thủ U98. Giờ thì không kịp rồi.